Thưa quý vị, liên quan tới vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 8 trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, khiến cho nạn nhân là bà Cao Thị Huệ, 43 tuổi, bị xe tải cán nát người. Cho đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân. Tuy nhiên, có một thực tế rất đáng chú ý là tuyến đường này hiện nhiều khu vực vẫn chưa được cắm biển cấm người đi bộ, khiến cho tình trạng người đi bộ phá rào băng đường còn diễn ra khá phổ biến. Vụ tai nạn hôm 16 tháng 8 đã là vụ thứ hai liên quan tới người bộ hành trên tuyến cao tốc này trong năm nay. Sau 3 ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm liên quan tới nạn nhân Cao Thị Huệ, tình trạng xe máy đi ngược chiều lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn diễn ra tràn lan, bất chấp xe cơ giới đang lưu thông tốc độ cao. Hay như tình trạng xe khách trả hàng, đón khách cũng rất phổ biến. Điểm nóng về tình trạng người bộ hành vô tư đứng đón xe khách, bất chấp nguy hiểm là dưới các gầm cầu vượt, khu vực các điểm đường dẫn lên cao tốc. Tại vì bạn em ở đây. Mình đứng trên này mình thấy nó nguy hiểm thế nào? Đi qua cũng thấy sợ, xe đi qua cũng sợ. Thấy họ mách là ra Thường Tín để bắt nó tiện. Bởi vì tôi ngay đây mà. Theo phản ánh của người dân sinh sống hai bên đường, tình trạng người bộ hành băng qua đường cao tốc thời gian qua không phải là hiếm và cũng đã gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Đây thì nó cũng thỉnh thoảng xảy ra một vài trường hợp. Và do người đi qua đường đó không để ý thôi. Chứ còn đâu không ấy lắm. Vì người ta đi qua đây người ta rồi có hàng rào là người ta cũng chú ý rồi. Liên quan tới vụ tai nạn khiến bà Cao Thị Huệ tử vong đêm 16 tháng 8, đội cảnh sát giao thông công an huyện Phú Xuyên xác nhận, nạn nhân sau khi bị tai nạn đã bị hàng chục phương tiện cán qua, kéo lê khoảng 10 đến 15 mét. Hiện trường hầu như không còn gì. Đơn vị này cho rằng tuyến cao tốc thuộc quyền xử phạt vi phạm của đội cảnh sát giao thông số 8, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hà Nội. Còn việc xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông dẫn lên cao tốc, hiện cảnh sát giao thông vẫn chưa triển khai. Người ta là người bộ hành, mình không có một cái giấy tờ hoặc những cái phương tiện gì để tạm giữ để thi hành cái quyết định xử phạt. Và mình không được có quyền giữ người vì người ta chỉ là vi phạm hành chính, cho nên là chúng tôi chỉ yêu cầu và hướng dẫn họ cũng như là đuổi không cho họ lên đường cao tốc. Chứ còn hiện tại là chúng tôi cũng chưa có xử phạt được cái trường hợp nào về người bộ hành ở trên đường cao tốc cả. Ghi nhận thực tế tại các nút giao dẫn lên cao tốc cũng cho thấy hiện mới chỉ có biển cấm mô tô xe gắn máy, phương tiện thô sơ, còn vẫn chưa có biển cấm người đi bộ. Gia đình nạn nhân mà chứng minh được là do lỗi của cơ quan quản lý cũng như là cảnh sát giao thông đã không làm hết cái trách nhiệm của mình và dẫn đến là gây hậu quả cho nạn nhân thì họ hoàn toàn có thể kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với những cái cơ quan tổ chức có liên quan. Đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của lực lượng xử phạt và đơn vị vận hành khai thác đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Khi hạ tầng giao thông vẫn chưa đồng bộ, cơ quan quản lý còn thờ ơ, chưa làm hết trách nhiệm, thì những vụ tai nạn giao thông thương tâm chắc chắn sẽ còn xảy ra.